Xin mến chào quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Nguyên Bất Động Sản. Số điện thoại 0916 681 682. Hôm nay Nguyên lại tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn một căn nhà có diện tích 4 x 13m, được tọa lạc tại hẻm 2295 Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà có hiện trạng kết cấu trệt 2 lầu, có 4 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh, phòng khách, bếp và phòng thờ. Lần đầu tiên quý vị và các bạn đến với kênh Nguyên Bất Động Sản. Quý vị yêu mến, vui lòng bấm like, subscribe kênh, bấm share và nhấn chuông để cập nhật những sản phẩm mới nhất từ Nguyên Bất Động Sản. Về phía trước mặt chúng ta đó là hẻm 2295 Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Hẻm nội bộ 10m. Về phía trước mặt căn nhà chúng ta đã được gia chủ lên một bộ cửa sắt rất là chắc chắn và kiên cố. Qua lớp cửa sắt chúng ta đó là khu vực để xe Honda, để được khoảng 5 chiếc. Và tiếp theo đó là phòng khách, cũng có một lớp cửa nhôm kính. Về khu vực phòng khách cũng được gia chủ lên một tông màu ốp PVC giả đá rất là sang trọng, và một bộ ghế sofa cùng tủ kệ TV kèm theo màn hình 60 inch. Đây là khu vực của phòng khách. Căn nhà có diện tích 4 x 13m, hiện trạng trệt 2 lầu, có 4 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh, phòng khách, bếp và phòng thờ. Tiếp theo chúng ta tới khu vực của phòng bếp. Từ khu vực của phòng khách vào phòng bếp được gia chủ ốp gỗ và ốp PVC giả gỗ, giả đá rất là sang và sáng. Về cầu thang, kính cường lực đá hoa cương, tay vịn bằng gỗ. Về phía cầu thang cũng được gia chủ tiết kiệm thiết kế cho mình một nhà vệ sinh được nằm dưới chân cầu thang, rất là gọn. Và tiếp theo đó là khu vực của nhà bếp. Về khu vực của nhà bếp cũng được lắp đặt toàn bộ hệ thống tủ kệ hoàn toàn bằng gỗ nhập khẩu và máy hút mùi đã được trang bị sẵn. Khu vực của nhà bếp cũng được tặng kèm một bộ bàn ăn, 4 ghế ngồi, và xung quanh được dán PVC giả đá rất là sáng và sang trọng. Hệ thống đèn đó là đèn LED chiếu sáng. Và về phần đằng sau đó là khu vực giếng trời thông thoáng, được lấy ánh sáng tự nhiên từ trên cao xuống.
Đây là khu vực giếng trời của phía đằng sau. Chúng ta cùng nhau đi lên lầu 1. Lên đến lầu 1, chúng ta xung quanh tường cũng được gia chủ lên một tông màu, đó là giả gỗ và giả đá, xung quanh rất là đẹp, lên một tông màu rất là đẹp và sang trọng. Đây là khu vực của phòng sau, phòng ngủ phía sau, được tặng kèm bộ giường tủ kệ và đèn máy lạnh đầy đủ. Căn nhà có diện tích 4 x 13m, hiện trạng trệt 2 lầu, có 4 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh, phòng khách, phòng thờ và bếp, và có giá bán 4,5 tỷ còn thương lượng. Đây là cửa sổ thông thoáng của phòng đằng sau. Chúng ta cùng tham quan căn phòng phía trước của lầu 1. Về phòng phía trước của lầu 1 cũng được trang bị đầy đủ như giường, tủ kệ và bàn trang điểm. Xung quanh tường từ dưới lên trên đều được lên một tông màu giả đá, nhìn rất là sang trọng. Căn nhà được tặng kèm nội thất như hình và có giá 4,5 tỷ đồng còn thương lượng. Từ vị trí căn nhà ra tới trục đường Huỳnh Tấn Phát đúng 200m, xe hơi 2 chiều, thông thoáng. Về tiện ích xung quanh, cách chợ Phú Xuân 1,5 km. Cách siêu thị, cách trường học, cách bệnh viện và các trung tâm hành chính trong bán kính 1 km. Khu dân cư an ninh, yên tĩnh. Đây là căn phòng lầu 2. Từ vị trí này đi ra tới trung tâm Phú Mỹ Hưng đúng 3 km. Khu dân cư an ninh yên tĩnh. Đây là phía ban công của lầu. Đây phía ban công của lầu. Và nhìn về khu vực xung quanh.
căn nhà chưa qua đầu tư, giá còn thương lượng. Quý vị và các bạn yêu mến hay quan tâm, vui lòng bấm số điện thoại được hiển thị trên màn hình 0916 681 682. Tôi xin nhắc lại, căn nhà có diện tích 4 x 13 m. Hiện trạng trệt 2 lầu. Có 4 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh, phòng khách, phòng thờ và bếp. Và căn nhà được tặng nội thất như hình và hoàn toàn đồ nội thất ngoại nhập. Quý vị và các bạn yêu mến, vui lòng bấm like, share, subscribe và nhấn chuông để cập nhật những sản phẩm, những căn nhà và những lô đất có giá tốt nhất từ Nginh Bất Động Sản. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi kênh.